Tử vi 2024 tuổi giáp tý 1984 nam mạng chính xác nhất. Tử vi khoa học nhận định, năm 2024 là năm cuối tam tai, hạn đã nhẹ bốt, lại thêm có được cục diện tam hợp thái tuế chống lưng nên người tuổi tý sẽ đón nhận khá nhiều thuận lợi và may mắn. Hãy cùng phong thủy tâm an tìm hiểu vận hạn của tuổi giáp tý 1984 nam mạng trong video này nhé. Quý cô bác và các bạn thân mến, để luận giải tử vi các tuổi trong một năm là tốt hay xấu, chúng tôi căn cứ vào ngũ hành, thiên can, địa chi, cung phi bát tự và sao chiếu mệnh, cũng như hạn tuổi của bản mệnh với với ngũ hành của năm giáp thìn 2024. Từ đó đưa ra những luận giải chi tiết về vận hạn, công danh sự nghiệp, tiền bạc tài chính, tình duyên gia đạo cũng như sức khỏe tai ương trong năm từ đó giúp đương số nắm bắt vận cát hung, gặp thời thì tận dụng phát triển, gặp hạn sất thì hạn chế tiến hành các công việc quan trọng để tránh xui xẻo. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984. Năm 2024 tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 theo âm lịch 41 tuổi. Về mệnh ngũ hành bản mệnh là hải trung kim tương khắc với mệnh phú đăng hỏa của năm 2024. Thiên can Giáp gặp Giáp là Bình Hòa. Địa chi Tý gặp Địa chi thìn Lâm cục diện nhị hợp Thái Tuế. Sao chiếu mệnh trong năm 2024 là sao Thái Dương. Niên hạn gặp hạn toán tận. Tam tai 2024, tuổi Giáp Tý phạm tam tai. Kim Lâu 2024, tuổi Giáp Tý không phạm Kim Lâu. Hoang ốc 2024, tuổi Giáp Tý phạm Hoang ốc. Tử vi năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 tràn đầy may mắn, vượng vận quý nhân, tài khí dồi dào, làm ăn có thể gấp vài lần so với năm cũ. Giáp Thìn hứa hẹn một năm bội thu ở nhiều phương diện, miễn là đương số kiềm chế tính nóng nảy và tâm lý vội vàng, mưu sự gì cũng dễ đạt. Sau đây chúng ta cùng vào phân tích chi tiết vận hạn của tuổi Giáp Tý 1984 trên các phương diện. Mời quý cô chú và các bạn theo dõi. Tử vi 1984 nam mạng 2024 về ngũ hành. Theo tử vi tuổi tí 1984 năm 2024 nam mạng, ngũ hành bản mệnh này là kim gặp năm ngũ hành thuộc hỏa giáp thìn 2024 là quan hệ chủ về khắc nhập, xấu. Trong năm 2024, người tuổi này sức khỏe bản thân không tốt, có thể dễ bị bệnh tật. Công việc cũng chủ về khó khăn, kinh doanh đầu tư không đạt thành quả như ý muốn. Tình cảm của anh em trong nhà không được thuận hòa. Chú ý nhất trong năm là vào tháng 8 âm lịch tình cảm anh em dễ muộn phiền và bất lợi tiền bạc. Tử vi 1984 nam mạng 2024 về thiên can. Thiên can giáp của tuổi có ngũ hành thuộc mộc gặp năm 2024 can giáp cũng ngũ hành thuộc mộc nên có quan hệ tương trợ. Xem bói tử vi giáp tý 2024 nam mạng, trong năm giáp thìn người tuổi này bản mệnh khá tốt. Theo đó chuyên gia phong thủy khuyên nên thực hiện các kế hoạch công việc vì dễ được thành quả tốt đẹp. Cùng với đó, có sự hùn hạp trong công việc kinh doanh năm này, trong đó những hùn hạp chung nhiều khả năng gặp được thuận lợi. Đây là năm người tuổi này được quý nhân giúp đỡ, bởi vậy nếu gặp trở ngại cũng không đáng lo vì sẽ dễ dàng vượt qua được. Tử vi 1984 nam mạng 2024 về địa chi. Địa chi tuổi này là Tý, địa chi của năm là Thìn thể hiện quan hệ giữa chi tuổi và chi năm là tam hợp. Tử vi tuổi giáp Tý năm 2024 nam mạng dự báo sẽ có nhiều thay đổi trong các phương diện, nhất là về tinh thần hoặc tình cảm. Ra ngoài thực hiện công việc được quý nhân giúp đỡ, cùng với đó là nhiều mở mang liên quan tới mối làm ăn ngoài ra đây là năm người tuổi Tý đón được tin vui về gia đạo có thể là tin về việc thêm người thêm của sao chiếu mệnh năm 2024 năm 2024 nam mạng tuổi giáp Tý được sao Thái Dương chiếu mệnh trong hệ thống sao cửu diệu Thái Dương là một trong ba cát tinh tốt nhất chủ về an khang thịnh vượng sao này sẽ đem đến nhiều may mắn cát lợi và vượng khí cho nam tuổi nếu làm ăn ngay thẳng, quang minh chính đại thì sẽ được hưởng phước báu. Luôn kiên trì, nhẫn nại hơn một chút mỗi ngày thì vận may sẽ mỉm cười. Cổ nhân xưa có câu, phúc họa khôn lường, ý nói rằng chuyện đúng sai, thật giả thì khó có thể nhìn thấu suốt. Sự việc thường biến chuyển vào thời khắc cuối cùng, vậy nên gặp vận may cũng đừng quá đắc ý, gặp vận xấu đừng vội nản lòng tốt nhất cứ trầm tĩnh và cẩn trọng thì hơn. Tử vi giáp tý 1984 nam mạng năm 2024 gặp phải hạn toán vận, chủ yếu liên quan đến các vấn đề tài chính. Hạn này bất chờ xuất hiện khiến bản mệnh tiêu hao nhiều tài sản hoặc gặp trở ngại về tài chính. Để giảm trừ vận hạn, nam mạng tuổi tý 1984 nên điều chỉnh thói quen chi tiêu. Thay vì dùng tiền phóng khoáng hãy tiết kiệm để dành tiền làm quỹ an toàn. Làm gì cũng cần suy xét kỹ càng, tránh để tiền mất tật mang. Vận hạn năm 2024 Tam tai 2024, tuổi giáp tý phạm tam tai năm cuối, hạn đã bớt nặng, không nên kết thúc dự án lớn, công việc quan trọng kẻo dễ gặp xui xẻo. Kim lâu 2024, tuổi giáp tý không phạm kim lâu, Năm tốt đẹp cho cưới hỏi hoặc mua nhà. Hoang ốc 2024, tuổi giáp tý phạm hoang ốc, không thích hợp đứng tên xây dựng nhà cửa hay động thổ, dễ gặp xui xẻo. Như vậy, trong năm cuối tam tai, giáp tý nam mạng vẫn tự tin mở rộng các dự án kinh doanh lớn vì hạn đã giảm đi khá nhiều. tranh kết thúc sự việc quan trọng nào đó là được. Đây là thời điểm lý tưởng bàn mệnh tính chuyện cưới hỏi nếu còn độc thân hoặc sinh con nếu đang hiếm muộn. Tuy nhiên, không nên đứng tên khi tiến hành các nghi lễ quan trọng như động thổ để xây dựng nhà cửa. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trên 4 phương diện công việc, tài chính, tình duyên và sức khỏe năm 2024 như sau. 1. Công việc, sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024 này Nam tuổi tí 1984 nắm được quyền quyết định trong nhiều dự án quan trọng. Bản mệnh luôn là người cứng rắn, quyết tâm trong công việc, dám nghĩ dám làm nên sẽ nắm bắt được thời cơ và mang đến lợi nhuận tốt cho công ty, tổ chức. Là người sống hiếu nghĩa, luôn hết lòng vì người khác nên giáp tí nam mạng cũng thường xuyên được người khác giúp đỡ trong công việc. Mệnh chủ cũng có những bạn tốt Quý nhân trợ giúp trong sự nghiệp kinh doanh giúp gặt hái được không ít tài lộc. Đôi lúc công việc sẽ gặp một số thách thức và cần thiết phải sửa đổi. Mỗi lần như vậy, Nam Giáp Tý tí càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi, tốt đẹp. 2. Tài chính. Trong năm 2024, tình hình tài chính của Nam mạng tuổi Giáp Tý có xu hướng tích cực mệnh chủ càng chăm chỉ, nỗ lực bao nhiêu thì tài chính đạt được càng khả quan bấy nhiêu. Ở độ tuổi 41, nam tuổi cần lập sẵn kế hoạch tài chính cho bản thân phòng trừ khó khăn hoặc đầu tư nếu thấy có cơ hội tốt. Trong năm 2024, nam giáp tý vẫn cần kiểm soát chi tiêu, trân trọng những khoản thu nhập của mình. Giữ lối sống giản dị, thanh tao, Lấy cần kiệm làm gốc thì cuộc sống sau này sẽ có của ăn của đề. 3. Tình duyên, gia đạo Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nam tuổi Giáp Tý được hòa hợp như ý. Nam tuổi Giáp Tý và bạn đời tình cảm sâu đậm, gắn bó bền chặt bởi luôn có sự tin tưởng, tử tế, chân thành. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là động lực lớn lao nhất đối với mệnh chủ. Vì thế lúc nào gia đình cũng phải đặt lên hàng đầu, quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Năm 2024, tuổi giáp tý nam mạng hãy trân quý thời gian bên cạnh chăm sóc người thân, gia đình của mình nhiều hơn. 4. Sức khỏe Bước sang tuổi 41, nam giáp tý luôn giữ cho mình khí chất lạc quan, tươi vui, hào sảng thì sẽ giúp sức khỏe tinh thần ngày một tốt lên. Mỗi ngày đều biết nói lời thiện lành, tạo lời hay ý đẹp phúc khí và tài vận sẽ ngày càng dồi dào giao sắc cần mài trên đá việc cải thiện sức khỏe không phải một sớm một chiều cần nỗ lực bền bỉ từng ngày kiên trì tập thể dục mỗi ngày ăn uống thực phẩm tươi sạch ngủ nghỉ điều độ sẽ giúp cơ thể của nam giáp tý được trẻ hóa đủ sự dẻo dai sống khỏe mạnh trên đây là những dự đoán tử vi trên các phương diện cho tuổi giáp tý 1984 trên các phương diện. Video đến đây là kết thúc. Hy vọng với những thông tin trên, quý bạn sẽ có kế hoạch đón lành tránh giữ. Chúc quý bạn có một ngày mới suôn sẻ và hạnh phúc. Đừng quên chia sẻ video để nhiều người biết hơn nữa nhé.